Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của mình nha. Thì hôm nay mình xin hướng dẫn mọi người cái cách tưới phân cho cây ngô, cây bắp trong giai đoạn từ 5 tới 7 ngày. Thì chúng ta tiến hành tưới phân như thế nào và chúng ta làm được những cái dụng cụ để chúng ta tưới phân cho cây ngô, cây bắp của chúng ta được hấp thụ chất dinh dưỡng hiệu quả và nó tốt hơn. Thì đây là chính là những cái dụng cụ mà Tiến đã chuẩn bị sẵn và cái cách để chúng ta làm như thế nào để chúng ta giúp cho chúng ta tưới phân một cách hiệu quả và hợp lý hơn. Thì đây là hai cái thùng chứa nước mà chúng ta tiến hành chúng ta tưới phân cho cây ngô, cây bắp của chúng ta trong giai đoạn từ 5 tới 7 ngày. Thì trước khi mà chúng ta tưới á, thì chúng ta sẽ ngâm phân trước 1 tới 2 ngày để giúp cho phân của chúng ta được hòa tan tốt với nước, và chúng ta pha với nước để chúng ta tưới vào những cái thùng vòi như thế này. Thì khi mà chúng ta tưới phân á, thì chúng ta không được sử dụng cái vòi bông bí này. Thì ở đây Tiến đã gỡ cái vòi bông bí này ra và thiết kế với hai cách như sau. Thứ nhất á, là chúng ta sử dụng một cái bọc ni lông và chúng ta bịt cái đầu vòi lại và chúng ta khoét một cái lỗ vừa với đầu đũa ăn của chúng ta hoặc là vừa với một cái kích thước bằng ngón tay chẳng hạn, để chúng ta tưới phân giúp cho cái lượng phân mà chúng ta hòa tan với nước đó nó ra được thẳng và đều, nó ra nhiều để ảnh hưởng nó không có ra nhiều, có thể là nó bám lên dính lên cái lá của cây bắp chúng ta thì dẫn đến hiện tượng là cháy lá hoặc là sặc phân nha. Cách thứ hai á là chúng ta sử dụng một cái muỗng như thế này và chúng ta đậy cái phía trên của cái vòi để hạn chế cái sức nước cũng như hạn chế cái lượng phân lượng nước của chúng ta pha với cái vòi đó nó ra quá nhiều thì ảnh hưởng tới nó bám lên cái lá của cây ngô, cây bắp của chúng ta thì nó không có tốt đó. Thì chúng ta hạn chế cái sức nước của từ cái vòi này ra mà chúng ta tưới nó hiệu quả hơn đó. Chúng ta hạn chế được cái lượng nước mà ra từ cái vòi mà chúng ta khi mà chúng ta tưới, chúng ta cầm chúng ta tưới. Đây là hai cách nha. Đây là hai cách. Thứ nhất là chúng ta sử dụng cái vòi, cái bọc ni lông, chúng ta bịt cái vòi lại và chúng ta khoét cái lỗ nhỏ ở giữa nè. Thứ hai là chúng ta sử dụng cái muỗng như thế này để chúng ta tưới phân cho cây ngô, cây bắp của chúng ta trong giai đoạn từ 5 tới 7 ngày. Thì đây là hai cách Tiến khuyến cáo. Còn những cái cách khác thì mọi người cứ để lại dưới bình luận, Tiến chúng ta cùng nhau chia sẻ và tìm ra những cái cách hay để giúp cho chúng ta tiết kiệm được cái lượng thời gian và chúng ta giúp cho cây ngô, cây bắp của chúng ta có những cái cách chúng ta xử lý hiệu quả và hợp lý hơn. Thì mọi người cùng nhau chia sẻ để giúp cho chúng ta trúng mùa, trúng giá và chúng ta có những cái cách hay chúng ta áp dụng và chúng ta xử lý. Thì đây là cuộn bắp thực tế của cái cuộn bắp thực tế trong giai đoạn đây là 7 ngày rồi nha. Đây là cái cuộn bắp của nhà Tiến luôn. Thì đây là cuộn bắp được 7 ngày rồi thì chúng ta cũng đã tới cái cử tưới phân rồi. Thì hôm nay Tiến xin hướng dẫn mọi người, đây là hai cách để chúng ta làm những cái dụng cụ tưới phân tại nhà, không cần tốn chi phí gì cả, chỉ cần một cái bọc ni lông thôi hoặc là cái muỗng thôi. Đó là chúng ta có thể tưới phân cho cây ngô, cây bắp của chúng ta trong giai đoạn từ 5 tới 7 ngày. Thì chúng ta tưới như thế nào, lượng phân ra làm sao, thì một công 1000 mét vuông đất liền như thế này nha, 1000 mét vuông và đất liền như thế này thì chúng ta sử dụng với lượng phân từ 5 tới 7 ngày thì chúng ta sử dụng từ 3 tới 5 ký phân. Trong đó ví dụ chúng ta sử dụng 3 ký phân đi thì chúng ta sử dụng 2 ký phân lạnh kèm với 1 ký phân kali đỏ. Chúng ta tưới phân. Phân lạnh thì giúp cho cây bắp của chúng ta sinh trưởng phát triển nhanh. Kali đỏ thì giúp cho cái cây chúng ta lúc nhỏ chúng ta được giữ được cái độ cứng cáp vững chắc. Khi mà gió nhiều như thế này thì cây bắp của chúng ta nó dễ nghiêng, dễ đổ ngã là nó. Thì chúng ta kèm theo kali để cho giúp cái bộ rễ này nó cứng chắc hơn, giúp cho bộ rễ này cứng chắc hơn. Đó, thì đây là cái cách tưới phân trong giai đoạn từ 5 tới 7 ngày. Đó, đây là cái dụng cụ tưới nha, đây là dụng cụ tưới mà chúng ta gỡ vỏ bí này ra, chúng ta không sử dụng. Sau khi mà chúng ta tưới phân xong, sau khi mà chúng ta đã tưới phân xong như thế này á, thì chúng ta gỡ cái này ra, chúng ta gắn lại vào ống bí. Chúng ta gắn lại vào ống bí, chúng ta tưới nước để rửa cây bắp của chúng ta. Tưới nước để rửa cây bắp của chúng ta cho cây bắp chúng ta không có bị ảnh hưởng khi mà phân nó bám lên lá.
sẽ ảnh hưởng tới cây bắp, nó bị cháy lá, nó bị sặc phân, nó bị sượng cây bắp nó. Thì khi sau khi mà chúng ta tưới phân xong thì chúng ta sẽ tưới nước để rửa cây bắp cho chúng ta, hoặc là chúng ta tưới phân vào buổi chiều nha, buổi chiều mát như thế này, buổi chiều mát như thế này đây, nó tầm hiện tại thì tầm khoảng là 4:30 thì chúng ta tiến hành chúng ta tưới phân vào buổi chiều mát, mát cây bắp. Thì đây là một trong những cách mà Tiến khuyến cáo mọi người hay sử dụng để tiến hành tưới phân trong giai đoạn từ 5 tới 7 ngày. Thì mọi người có những cái cách hay nào đó thì cứ để lại dưới bình luận để chúng ta cùng nhau trao đổi học hỏi, có những cái cách hay để chúng ta chăm sóc cây bắp, cây ngô của chúng ta đạt hiệu quả hơn. Thì đây là những cái cách như thế này thì Tiến xin thị phạm luôn nha, thị phạm thực tế ở cây ruộng bắp của Tiến nè. Thì đây là cái đầu tiên là cái muỗng nha, để xước nước vào. Thì đây là cái dụng cụ thứ nhất, là chúng ta sử dụng một cái bọc nè, và chúng ta tưới phân thì cách nhớ lưu ý nha, chúng ta tưới phân thì cách từ giữa tàn lá chúng ta chở ra phía ngoài nha, chứ không tưới vào trực tiếp vào cái rễ bọc như thế này. Chúng ta tưới từ nửa tàn lá chở ra phía ngoài, thì do bộ rễ chúng ta đã ăn ra phía ngoài rồi á, chúng ta giúp cho chúng ta tưới từ giữa tàn lá ra phía ngoài thì giúp bộ rễ nó ăn lon đều ra cái nền đất, giúp cho cây bắp cho nó cứng cáp, và cái rễ bắp nó lông hút nó sẽ ra bên ngoài rồi, thì giúp cho cây bắp ta hấp thụ tốt các chất dinh dưỡng mà chúng ta đã tiến hành tưới phân nè. Đó, thì chúng ta sẽ tưới như thế này. Đó, chúng ta tưới dài tới nè, chúng ta tưới như thế này. Đó, chúng ta tưới từ giữa tàn lá chúng ta tưới ra phía ngoài. Đã, còn đây là cái muỗng của chúng ta nè, cái muỗng của chúng ta thì ổn hơn. Đó, chúng ta tưới từ giữa tàn lá ra phía bên ngoài thì giúp cho cái phân của chúng ta lon đều khắp các nền đất. Đó, chúng ta tưới từ giữa tàn lá ra phía bên ngoài thì giúp cho cây bắp của chúng ta nó bám, nó ra những cái lông hút, ra những cái rễ ra phía bên ngoài để hấp thụ chất dinh dưỡng, để giúp cho cây bắp của chúng ta nó cứng cáp vừa vững chắc. Đó, và khi mà các lông hút nó đã ra phía bên ngoài rồi, hấp thụ các chất dinh dưỡng nó tốt và nó hiệu quả khi mà chúng ta bón phân. Đó, đây là hai cách mà chúng ta tạo được cái dụng cụ để chúng ta tưới phân, và cái cách để tưới phân nó hiệu quả và nó hợp lý trong giai đoạn cây ngô, cây bắp của chúng ta từ 5 tới 7 ngày. Đó, đây là cây ruộng bắp của Tiến trồng luôn ở nhà đây. Tại do tình hình dịch bệnh quá thì cũng không có đi đâu được, nên ở nhà trực tiếp trồng bắp luôn. Đó, ở phía xa này thì lúa nhà Tiến. Đây là toàn bộ cái ruộng bắp nếp nha, bắp nếp Tiến đang trồng ở đây. Thì chúng ta nên lưu ý nha, cây ngô, cây bắp của chúng ta trong giai đoạn từ 5 tới 7 ngày thì đây là cái cử phân đầu tiên cũng như là khá là quan trọng để giúp cho cây bắp của chúng ta nó phát triển tốt lúc buổi ban đầu, để tạo được cái nền tảng tốt cho cây ngô, cây bắp của chúng ta được khỏe mạnh và vững chắc. Thì chúng ta kết hợp giữa chúng ta tưới phân ở dưới gốc thì chúng ta kết hợp luôn là chúng ta xử lý thuốc ở phía bên trên. Thì trong giai đoạn này thì cây ngô, cây bắp của chúng ta nó dễ bị, chúng ta nên phun ngừa thứ nhất là bệnh sọc lá, thứ hai là bị sâu xám, sâu đất đó, từ dưới đất nó chui lên nó cắn, và thứ ba nữa là chúng ta kết hợp với thuốc để dưỡng rễ, kích rễ cho bộ rễ nó ra khỏe mạnh, hấp thụ chất dinh dưỡng tốt, cũng như là giúp cho cái cây ngô, cây bắp của chúng ta được vững chắc, chống đổ ngã, đặc biệt là trong mùa mưa bão như thế này. Đó, thì cái trong giai đoạn từ trước 30 ngày á, thì chúng ta ngăn ngừa thuốc sọc lá là từ 3 tới 4 lần, tức là 5 ngày chúng ta phun một lần, 5 ngày, cứ mỗi 5 ngày chúng ta phun một lần thuốc ngừa sọc lá. Ở đây Tiến khuyến cáo là với hai loại thuốc như sau: thứ nhất là cái Phytosai của công ty Hợp Trí, thứ hai là Insurance của tập đoàn Ngọc Trời. Đây là hai loại thuốc để chúng ta phun ngừa cho sọc lá. Thứ hai nữa, chúng ta dưỡng rễ thì có nhiều loại thuốc. Thứ nhất là cơm cát từ A tới Z, thứ hai là Root 2. Đó, thì có nhiều cái loại thuốc để chúng ta giúp chúng ta dưỡng rễ.
chúng ta lựa chọn phù hợp với cái điều kiện ở địa phương, các cửa hàng vật tư nông nghiệp bán loại nào thì chúng ta có thể mua, chúng ta phun cho cây ngô cây bắp của chúng ta. Về thuốc dưỡng bệnh á, bệnh thì phytoxai trong cữ này là xịt hệ quả rồi, hoặc là chúng ta có bị những cái vàng vàng đốm lá đó, đốm lá vàng vàng lúc nhỏ mà cháy bì lá nè, thì chúng ta nên sử dụng cái santocin, santocin của VFC để chúng ta ngăn ngừa cái đốm lá đốm dần từ lúc nhỏ. Khi mà mưa bão nó dập dập mưa đêm đó thì ảnh hưởng tới bộ lá nè, thì nó sẽ bị vàng lá đốm lá, thì chúng ta ngăn ngừa bằng santocin nha. Đây, nó đốm lá vàng vàng lúc nhỏ nè, thì chúng ta ngăn ngừa bằng santocin thì giúp cho cây ngô cây bắp của chúng ta nó khỏe mạnh, nó sạch bệnh đó. Thì đây là cái cuộn bắp của Tiến trong giai đoạn từ 5 tới 7 ngày, thì hôm nay đã được 7 ngày thì đã đang tiến hành chuẩn bị tưới phân cũng như là phun thuốc ngừa sọc lá, ngừa bệnh cũng như là kích thích để dưỡng rễ. Thì mọi cái chi tiết thắc mắc thì mọi người cứ để lại dưới bình luận, hoặc là cứ liên hệ trực tiếp với Tiến để Tiến tư vấn hỗ trợ kịp thời cái kỹ thuật trồng cũng như là cái cách để chúng ta xử lý cho hiệu quả, và chúng ta xử lý cho cây ngô cây bắp của chúng ta được nhanh chóng. Thì thông qua hai số điện thoại của Tiến á, là thứ nhất 0988 740 760, thứ hai là số điện thoại Zalo là 0978 248 281. Thì mọi người cứ liên hệ hoặc là nhắn tin qua Zalo, Tiến sẽ vô trả lời trực tiếp và nhanh chóng để giúp chúng ta xử lý chính xác và hiệu quả cho cây ngô cây bắp của chúng ta đạt được những cái năng suất cũng như là lợi nhuận, giúp cho cây ngô cây bắp của chúng ta đạt được khỏe mạnh, sức sinh trưởng cao. Thì Tiến cuối lời Tiến xin cũng kính chúc cho mọi người có một cái vụ mùa trúng giá, trúng mùa, bội thu và chiến thắng nha. Tiến xin trân trọng cảm ơn và kính chào.